Mến chào các bạn. Hôm nay đi tìm ong các bạn nè. Con tổ ong nó quá cao luôn. Bây giờ là đâu có đủ sức mà leo lên. Bây giờ dùng cái chiêu này các bạn. Nó anh bạn tôi là coi như là dùng cái sào. Nó dùng lông não đổi vào. Ồ thế mà sao không ra nữa, bây giờ ra rồi đó. Đổ thế này mà, ra đổ hết ong rồi ha. Chắc cú. Ô, ong vô ở đâu ra rồi các bạn. Cao lắm. Đây là một cái chiêu đây các bạn nè. Cái nó dài như thế này đây. Ồ. Giờ tiếp tục đây các bạn nè. Giờ tiêm cho em nó thêm một liều thuốc nữa. Ôi giời, đó rồi. Quá đời, quá ư là đỉnh ha. Rồi, bây giờ chỉ có chờ đợi thôi. Cái chiêu này là học của sư phụ Lương ở Nghĩa Đức đây các bạn. Cứ mà nó thấp thì mình dùng kiểu thấp, còn nó cao thì dùng sào. 5 mét. Rồi, giờ là đưa nóng lá lên các bạn nè. Rồi, cho lên đi. Bây giờ chờ đợi là hạnh phúc. Hy vọng rằng các em vào trong nóng lá ở. Thôi, tạm thời chờ tại đây nha. Giờ mới chuyển nóng các bạn ơi. Chuyển qua bên này. Giờ ông nó đang bơi vào đây. Cột luôn nó lên Hiệp. Ngoan ngoãn nghe, vô trong nóng rồi về nuôi. Khó điều chỉnh quá các bạn, cao quá. Ô, bầu trời trong xanh, gió mát mẻ quá, những chú ong thật là dễ thương. Tôi các bạn đã bắt được chúa rồi, bây giờ là chỉ cần gió đưa cành trúc ra đà. Nó gật luôn cho nên là dám đổ xuống lòng bay vô nấu à. Tổ này cũng hơi bị bự các bạn. Không ngờ bắt con tổ này giỏi quá ha. Đó, ông bò lên nghe hơi chúa, ông bò lên đó. Ngồi đây còn một cục nữa các bạn. Rồi giữ im đó nghe. Im đó đi khèo ngồi đây. Rồi đưa em nó xuống đây các bạn nè. Đây tổ ong đây. Nhìn to đùng này các bạn. Nó trồm trèm một nón lá rồi. Rồi bây giờ là cho em nó gói lại đem về quê nha. Rồi cảm ơn ông bạn đồng hành. Rồi video tới đây tạm thời kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Rồi cho xuống đi, bọn dưới trả em trải khăn ra, trải khăn ra. Rồi thôi gói lại. Cái này xíu cái chặt này, cái nấu này nó lỏng ở dưới. Kéo căng này, kéo căng, kéo không phải. Nó bay ra nhiều vậy. Qua làm được à? Con lũ cái nào. Cột lên, cột lại đi.
ra dài rồi. Rồi, thì cảm ơn các bạn. Tới đây là xin tạm dừng. Thắng nè. Tổ này khủng quá. Sớt làm hai nón đó các bạn. Cái cây nó cao quá, sợ nó gãy. Đây trước nè. Lấy nó xuống trước chừng này, xong rồi mới bỏ thêm một cái nón nữa. Đó, một tổ mà bỏ hai nón luôn đây. Thôi, đã quá, thôi xin chào, tạm biệt lần nữa. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, tâm khóa vô sắp móc cái này hả? Móc con chúa này các bạn này. Để cho ong nó sẽ bay vào trong trong cái nón này. Giờ cho loạn lên các sứ quân. Mục đích là cho nó đồng mùi nữa các bạn. Này là ta nhập ong tại gốc luôn. Hiện tại giờ ba tổ ong là nó bay loạn xạ với nhau. Các bạn bơm khói vào trụ các bạn để cho ong nó không chui vào trong lỗ nữa. Rồi bây giờ chúng ta thấy là ong bắt đầu bay vào trong nón nè, nó ôm chúa đây nè. Rồi chúng ta sẽ đợi thêm giây lát nữa, thêm được tí nữa các bạn nè. Chừng này vào thì về chúng ta có thể bỏ được một thùng rồi các bạn. Nuôi ong thì vất vả lắm. Để cho đàn ong nó ở lại thì quả rằng nó rất là nhọc vì mình không có kỹ thuật. Đôi khi nói ra thì còn mang tính may rủi đó. Giờ nó vào hết rồi các bạn này. Đó. Từ một tổ này cũng tầm ổn các bạn. Vì cho em nó vào trong một thùng. Video xin dừng tại đây nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem. Và nhớ cho một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Cũng xin giới thiệu các bạn luôn. Đây là cảnh của Lâm Đồng. Bạc ngàn là sầu riêng. Đến mùa sầu riêng lên đây thì chúng ta không muốn về đâu các bạn. Rồi, xin kính chào và tạm biệt. Bye bye.